Chào quý vị, vui mừng được chào đón quý vị đến với đề án Dương quyền Việt Nam do PPSOS thực hiện với sự tham gia của Liên minh chống tra tấn Việt Nam VNCAT. Đây là chương trình giới thiệu luật pháp Việt Nam và hỗ trợ người dân sử dụng luật trong nước để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Với video ngắn mà Alin và anh TMT thực hiện đây, mong rằng sẽ giúp được quý vị đang quan tâm tới chương trình thêm một số gợi mở cho bài học, chuẩn bị bài cho từng chủ đề, hiểu kỹ hơn về chính chủ đề này cùng mọi người và các chuyên gia luật. PPSOS tổ chức khóa huấn luyện hàng năm với mọi chủ đề, mọi người sẽ cùng nhau thảo luận trong 2 giờ để làm rõ hơn mọi góc cạnh. Quý vị có thể tham gia những buổi thảo luận rộng bằng cách liên hệ ghi danh qua email tiếp nhận thông tin có địa chỉ dânquyền@ppsos.org hoặc qua trang Facebook có tên PPSOS Đề án Dân quyền Việt Nam. Thưa anh TMT, chúng ta đều biết hiến pháp là một đạo luật quan trọng của một quốc gia, nhưng Alin vẫn muốn bắt đầu hỏi anh bằng một câu hỏi là hiến pháp là gì thưa anh? Dạ xin cảm ơn Annie. Chúng ta sẽ phải trở lại với bài học số 2, đó chính là cái bài học mà chúng ta đã học rồi, mối quan hệ giữa nhà nước và người dân. Do đó, trong cái bản hiến pháp, nó sẽ xác định các cái nội dung. Hiến pháp thực chất nó là một văn bản pháp lý cao nhất mang tính chất khế ước mà ở đó người dân trao quyền lực của mình cho nhà nước để nhà nước thực hiện đảm bảo các cái mối quan hệ hài hòa trong xã hội, đảm bảo các cái quyền con người của mỗi một người dân được hưởng thụ và thực hiện cái quyền lực của mình. Vậy theo anh thì hiến pháp xác định những điều gì quan trọng nhất cho mọi mối quan hệ thể chế trong một quốc gia thưa anh TMT? Thưa quý vị và thưa các bạn, quan trọng nhất của mỗi một bản hiến pháp đó là cái tính khế ước. Khế ước ở đây là gì? Khế ước đó chính là bản hiến pháp xác định cái mô hình của cái xã hội đó nó sẽ tuân thủ theo những điều gì. Mô hình ở đây gồm có mô hình về chính trị, mô hình về kinh tế và mô hình về xã hội. Đây là những cái điều quan trọng nhất mà một bản hiến pháp cần xác định. Cộng đồng những cư dân sẽ phải trao cho quốc gia đó thực hiện, cho nhà nước đó thực hiện với cái mô hình chính trị nào mà do chính người dân xác định, và đặc biệt nó sẽ xác định những quan hệ trong một xã hội mà ở đó các cái quyền và nghĩa vụ của con người, quyền và nghĩa vụ của công dân cũng như quyền lực của nhà nước mà bộ máy quản trị có thể được phép thực hành. Vâng, thưa anh, trước khi nói về lịch sử tồn tại của Hiến pháp Việt Nam từ năm 1946 đến nay, anh Lê muốn nhắc lại một lần nữa về địa vị pháp lý của Hiến pháp, đó là văn bản luật cao nhất mang tính chỉ đạo bắt buộc đối với tất cả các văn bản quy phạm pháp luật khác. Không một văn bản quy phạm pháp luật nào được trái Hiến pháp, bởi như các vị cũng đã biết, Hiến pháp là văn bản đầu tiên xác định giới hạn của mọi mối quan hệ, xác định ý chí, nguyện vọng và quyền lực của tất cả mọi người hợp thành trong một quốc gia. Bây giờ Alin trình bày về lịch sử của bản Hiến pháp. Vào năm 1945, ông Hồ Chí Minh và những người cộng sản thiết lập nên nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ngay sau đó, vào năm 1946, bản hiến pháp đầu tiên trong lịch sử dân tộc Việt Nam đã ra đời do chính thể này soạn thảo. Tiếp đó, vào các năm 1959, 1980, 1992 và 2013 là 4 lần bản hiến pháp này được sửa chữa. Như vậy, bản hiến pháp 2013 hiện nay chính là bản hiến pháp thứ 5. Ngoài ra, do những biến động lịch sử của dân tộc trong thời kỳ 1954-1975, theo Hiệp định Geneva, nước Việt Nam được chia cắt thành hai miền và ở miền Nam Việt Nam có một chính thể khác tồn tại với hai bản hiến pháp khác và nó kết thúc sứ mệnh của mình vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Thưa anh TMT, anh có điều gì muốn nói, củng cố hay gợi ý cho người học về tiến trình sửa đổi hiến pháp này hay không ạ? Dạ xin cảm ơn MC. Điều ở đây chúng tôi muốn củng cố với quý vị là liệu cái việc sửa chữa hiến pháp thì nó có phải là điều bình thường hay không? Các cái bản hiến pháp khác ở trên thế giới thì có được từng sửa đổi hay không? Thì chúng ta chỉ nhớ một điều là việc sửa đổi hiến pháp là điều hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, trong cái điều kiện về kinh tế, chính trị, xã hội ở Việt Nam và đặc biệt như quý vị đã biết, đó là sự tồn tại duy nhất một độc đảng, thì cái quá trình sửa đổi hiến pháp từ năm 1946 cho đến năm 2013, trong cái buổi thảo luận mở rộng thì chúng ta sẽ làm rõ xem cái việc sửa đổi của năm bản hiến pháp này thì nó có đi theo cái xu hướng là mở rộng cái quyền lực cho người dân hay không, hay nó mang theo tính chất trói buộc. Thưa quý vị, và đây là những câu hỏi chúng ta sẽ thảo luận. Chúng là những thuật ngữ mang tính khái niệm quan trọng để xác định giá trị của một bản hiến pháp.
Xin anh TMT có thêm ý kiến ạ. Cảm ơn MC. Chúng ta có ba cái câu hỏi, đó là vi hiến là gì, tu chỉnh hiến pháp là gì, và chúng ta cũng sẽ làm rõ với nhau trong phần thảo luận này về ý nghĩa thực tiễn của các cái lần thay đổi hiến pháp, hoặc là nói khác đi là sửa đổi hiến pháp. Tôi muốn có một cái câu hỏi thêm đối với quý vị. Có một cái câu hỏi mà chúng tôi không soạn thảo ở trên này, đó là một từ mà chúng ta được học rất là nhiều, chúng ta thường hát rất là nhiều hàng ngày về một cái điều cũng rất là quan trọng của cái bản hiến pháp. Ngoài ba câu hỏi mà chúng tôi đề ra để thảo luận đó, thì chúng ta còn có thêm một cái khái niệm mà chúng ta cũng cần phải được thảo luận rất kỹ trong cái buổi thảo luận ngày hôm nay, và đặc biệt là nó liên quan tới cái quyền lực của nhà nước cũng như là cái quyền của người dân để cho cái bản hiến pháp này nó thực sự có phải là của dân, do dân và vì dân hay không. Chúng tôi gợi mở như vậy để xin quý vị hãy thử tìm xuống và note xuống trong sổ tay của mình hai chữ dùng đó là gì, trước khi chúng ta sẽ sang cái slide tiếp theo. Vâng, trở lại với bản hiến pháp hiện hành, hiến pháp 2013, xin trình bày vài nét tóm lược về nó. Năm 2012, một ban soạn thảo hiến pháp được nhà nước Việt Nam thành lập. Ban soạn thảo hiến pháp tiến hành các công việc đọc và nghiên cứu các bản hiến pháp trước đó và hoàn thiện thành một bản dự thảo hiến pháp mới. Từ tháng 1 đến tháng 3 2013, nhà nước Việt Nam công bố dự thảo hiến pháp và lấy ý kiến toàn dân. Ngày 28 tháng 11 năm 2013, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua bản dự thảo hiến pháp đã lấy ý kiến toàn dân. Ngày 8 tháng 12 năm 2013, Chủ tịch nước công bố bản hiến pháp mới và theo đó, ngày 1 tháng 1 năm 2014, bản hiến pháp mới có hiệu lực. Bản hiến pháp 2013 có 120 điều chia thành 11 chương, quy định các nội dung quan trọng như những gì chúng ta đã làm rõ ở trên. Xin anh TMT có thêm ý kiến. Cảm ơn MC. Trong cái slide này thì chúng tôi chỉ muốn làm rõ với quý vị như thế này. Thứ nhất là chúng ta làm rõ lại ba cái nội dung mà bản hiến pháp quy định về những điều người dân khế ước cho nhà nước được thực hiện. Ba nội dung quan trọng đó là gì? Đó là xác định về thể chế chính trị, xác định về thể chế kinh tế của cái xã hội đó, và đặc biệt là đặt các cái mối quan hệ của nhà nước cùng với người dân với chính quyền. Chúng ta chỉ có lưu ý rằng từ tháng 1 cho đến tháng 3 2013 là cái thời gian mà để cho người dân được cho ý kiến vào trong cái bản hiến pháp này. Vậy thì cái thời gian này có phải là đã đủ và đã cần thiết hay không? Thì đây là cái mà chúng tôi muốn lưu ý quý vị để quý vị cùng với chúng ta sẽ làm rõ với nhau trong buổi học. Phần tiếp theo thì chúng tôi chỉ muốn đi sâu hơn về các cái nội dung, hay nói khác hơn là quyền công dân và quyền con người được hiến định thực tế đầy đủ rồi, nhưng nó có được đảm bảo và đảm bảo bằng cách như thế nào? Thì đây là cái điều mà chúng ta sẽ cần quan tâm trong cái slide tiếp theo. Vâng, trước hết Alin xin lược các điều ghi về quyền con người, tức nhân quyền. Điều 19, mọi người có quyền sống. Điều 20, mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm. Điều 21, mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình. Điều 22, mọi người có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Điều 23, quyền tự do đi lại. Điều 24, mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Và điều 25, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Quyền công dân trong Hiến pháp 2013. Điều 26, bình đẳng giới. Điều 27, độ tuổi đủ quyền công dân về bầu cử và ứng cử. Điều 28, quản lý nhà nước. Điều 29, quyền trưng cầu dân ý. Điều 30, quyền tố cáo, quyền khiếu nại. Điều 31, quyền khi bị bắt. Điều 32, quyền sở hữu tài sản. Điều 33, quyền kinh doanh. Điều 34, quyền bảo đảm an sinh xã hội. Điều 35, quyền được làm việc và được trả lương tương xứng. Điều 36, quyền có hôn nhân. Điều 37, quyền chăm sóc đặc biệt đối với trẻ em. Điều 38, quyền được chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Điều 39, quyền được học tập. Điều 40, quyền được nghiên cứu khoa học. Điều 41, quyền hưởng thụ. Điều 42, quyền được xác định dân tộc. Và điều 43, quyền được sống trong môi trường trong lành. Thưa anh TMT, trên đây là toàn bộ các điều hiến định về nhân quyền và quyền công dân. Anh có điều gì muốn làm rõ thêm không ạ? Thưa MC và thưa toàn thể các bạn, đây là những cái điều mà MC đã trình bày với chúng ta về các cái quyền con người và quyền công dân trong bản hiến pháp 2013. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định. Trong cái buổi giảng ở trên lớp, chúng ta sẽ cần phải làm rõ cụm từ này sẽ ảnh hưởng tới các cái quyền công dân và quyền con người của người dân như thế nào.
Và phần cuối cùng, đây là một số vấn đề chúng tôi muốn được thảo luận cùng mọi người. Một, phân biệt quyền con người và quyền công dân, quyền tuyệt đối và quyền có thể bị giới hạn. Hai, hậu quả của vấn đề các quyền tuyệt đối của con người đang bị giới hạn bởi bản hiến pháp 2013. Để chuẩn bị cho phần thảo luận được tốt, anh TMT có một vài lưu ý thêm. Xin mời anh ạ. Thưa quý vị, cái việc mà phân biệt giữa quyền con người và quyền công dân thì chúng ta cũng đã tương đối là qua các cái khóa học khác cùng với các giảng viên khác. Chúng tôi chỉ muốn xin lưu ý quý vị về vấn đề mà chúng tôi vừa mới nêu ở trong slide trước, đó là hậu quả của các cái vấn đề các quyền tuyệt đối của con người đang bị giới hạn bởi bản hiến pháp. Việc giới hạn trong bản hiến pháp 2013 bằng một cái cụm từ đặc biệt thế nào, đó là việc thực hiện các quyền nêu trên được do pháp luật quy định. Đây là cái điều căn cốt nhất mà chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận để làm rõ xem với một cụm từ như vậy thì các cái quyền của chúng ta sẽ bị hạn chế như thế nào. Thưa quý vị, chúng tôi vừa hướng dẫn giản lược chuẩn bị cho bài học về Hiến pháp Việt Nam, các vấn đề cơ bản và các quyền con người, quyền công dân được hiến định. Như đã chia sẻ từ đầu, đây chỉ là video hướng dẫn giúp quý vị tiếp cận các vấn đề, chuẩn bị các câu hỏi và nội dung để tham gia buổi thảo luận trên lớp với các chuyên gia pháp luật và mọi người. Xin hẹn gặp lại quý vị trong buổi thảo luận về bài học Hiến pháp này trên lớp và trong các video hướng dẫn các bài tiếp theo. Một lần nữa, xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn MC và xin cảm ơn tất cả quý vị. Xin được gặp lại quý vị ở trong các video tiếp theo cũng như phần thảo luận chuyên sâu ở trên lớp của chúng tôi. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị.